CD Marang 72A, một dòng CD rất là hot của hãng Marang. Thiết kế đẹp, dòng này nó có hai mèo nhá, màu đen và màu vàng. Màu vàng thì được rất là nhiều các bác săn lùng. Đẹp gọi là xuất sắc luôn. Con này em giao các bác là 13.700 nhé. 13.700 nha các bác, bao gồm phí ship. Con này series là 0207 nha. Điện 100V. Đường tín hiệu đầu ra có hai đường ra này. Có cổng đầy đủ các cổng, không thiếu gì hết. 13.700 nha. Em này thì không cần bàn về chất âm rồi. Nó chạy chip giải mã vương miện Philips, được rất là nhiều các bác chơi AR này. Thích dòng nhạc mà cổ mà trữ tình, nhạc Bre 75, yêu thích cái mã này. CD 72A vàng. Đẹp xuất sắc nha. Máy chắc nhập về chưa qua tay người sử dụng Việt Nam, có thấy độ nét từ những phím bấm này. Đấy. Tất cả là chạy hoàn hảo, chạy mắc từ như những dòng Sony các bác. Công tắc đẹp nhanh lắm. Rạc 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 rạc, sướng lắm. Có từng chi tiết này nha. Đấy, nó đẹp nè. Từ nút bấm này. Máy đẹp hoàn hảo nha, giá 13.700, bao gồm ship. À có khiển nha các bác, có khiển nha. Đầy đủ hết cho các bác nha. Giá bao ship 13.7, chuyển khoản đủ thì tính 13.5 bao ship nha. Còn cọc tiền cọc chập giúp em 1 triệu trở lên nha. Em giao hàng và các bác nhận hàng kiểm tra hàng và thanh toán số tiền còn lại. Về tổng quan của nó thì đẹp xuất sắc rồi, hồi nãy giờ các bác cũng đã xem rồi nha. Từ trên xuống dưới, từ dưới xuống trên. Máy thì em bao riêng tuyệt đối, tại vì máy là máy từ mạng Nhật về chưa qua tay sử dụng người Việt Nam. Và sau đây em mời các bác cùng xem nội thất bên trong. Chờ em xí nha, tại vì mở con này phải mở hai ốp bên hông này, rồi mới mở vân vân nó mới ra được. Đây là cấu hình khi mình mở cái nắp ra, các bác sẽ thấy được cái bố trí nó rất là trau chuốt và tỉ mỉ. Tại là dòng khá là được chuộng và cao cấp của hãng Marang. Tất cả đều mạ một lớp đồng chống nhiễu cao từ không xương cho đến là ba đồng hết nha các bác. Full luôn. Chỉ cái cơ này là bằng nhựa này, như thép này. Đấy, mới chưa? Rồi giờ mở cái này ra để các bác thấy một cái bo mạch và bộ xử lý âm thanh nằm đây. Còn đây là phần nguồn. Có con về không có cái này đâu các bác. Các bác nào đã chơi 72 là chưa chắc gì các bác đã có được cái nắp này rồi nha. Cái này nó còn nắp luôn này, full luôn. Bảo vệ phần nguồn này, bảo vệ phần bo mạch DAC này. Đây là bo mạch của nó đây các bác. Đấy, các bác thấy chưa? Có thấy hai con dây mã nằm đâu không? Đây con dây nhà mã Philips Phương Miện TDA 15447 này các bác. Con này đắt cực hay nha. 1547 và đây hai con xuất âm. Đấy, cũng được bọc hệ thống đồng chống nhiễu luôn vào răng. Con này rất đắt tiền luôn. Rất hay. Philips Phương Miện 1547. Đây, thì cấu hình của nó với sexy sườn bên dưới không? Nó mới tinh luôn. Đấy. Rồi thì vậy thôi, các bác cũng đã thấy cái chất của con 172A mới về nha. 13.700 bao gồm phí ship rồi nha các bác. Em xin chào, hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo nha.